Thưa quý vị, ngay trong tối ngày 5 tháng 4, sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét tại trụ sở tập đoàn. Vâng, xin mời phóng viên Lê Quỳnh sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh ghi nhận từ hiện trường. Vâng, xin chào trường quay VTC Now. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và đây là trụ sở của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có thông tin là chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng những người liên quan đã bị bắt giữ, thì ngay lập tức các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm này để tiến hành khám xét phục vụ cho công tác điều tra. Và theo ghi nhận thì khoảng 19 giờ 20 phút thì đã có 4 chiếc xe ô tô biển xanh đã tới tòa nhà tại địa chỉ số 24 phố Quang Trung. Và ngay sau khi mà tới tòa nhà thì các xe biển xanh này thì đã nhanh chóng di chuyển qua hai cửa chính và phụ của tòa nhà để đi vào bên trong. Và khi mà các phóng viên cũng như tiếp cận đến tòa nhà thì bảo đã nhanh chóng tắt đèn và đóng và không cho nhiều tiến sát vào tòa nhà để quay phim chụp ảnh. Và theo như thông tin được ghi nhận thì xe của lực lượng chức năng thì có 2 xe của Bộ Công an, một xe đã vào cửa ở mặt đường Quang Trung và xe còn lại thì đi vào cổng sau thuộc đường Hạ Hồi. Và thưa quý vị, ngoài là người đứng đầu Tân Hoàng Minh thì ông Đỗ Anh Dũng còn đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt từ năm 2015 cho đến nay. Và Chủ tịch Tân Hoàng Minh thì được biết đến là một đại gia trong giới bất động sản. Tập đoàn do ông đứng đầu thì thực hiện nhiều dự án sang trọng nằm ở các vị trí đắc địa. Tuy nhiên là đi liền với tên tuổi đó thì cũng là những lùm xùm liên quan đến các dự án. Trước đó thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an thì đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin và tài liệu về các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại Hà Nội. Và trong đó thì có 11 dự án nằm trong diện xác minh được nêu rõ gồm có The Le Pondé, Hoàng Cầu, The Palaruis, Nguyễn Văn Huyên, The San Raffo, Hàng Bài, The Endorando, Phú Thượng, The Leroy Soleil, Quảng An, Tây Hồ, Tân Hoàng Minh, Lò Đúc, vân vân. Được biết là động thái của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an diễn ra chỉ sau khi xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất có diện tích là 10.060m2 tại khu đô thị Thủ Thiêm với giá trị lên tới là 24.500 tỷ đồng vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Và theo nguồn tin thì từ cuối tháng 12 năm 2021 thì một số ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cung cấp cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu các tài liệu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Và cho đến ngày 11 tháng 1 thì sau một tháng, kể từ thời điểm trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bất ngờ thông báo bỏ cọc và chấp nhận mất trắng khoản tiền lên tới gần 600 tỷ đồng đã đặt cọc trúng đấu giá. Và giải thích sự việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết là sau khi đấu giá thành công thì ban tập đoàn đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phân tích từ cơ quan quản lý nhà nước và dư luận, trong đó có ý kiến cho rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến những hệ lụy không tốt. Và việc trúng đấu giá với kết quả trên thì có thể dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Ngoài ra thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng cho biết thêm là sau khi trúng đấu giá đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính của tập đoàn, nhưng theo tính toán thì lợi nhuận của họ sẽ không đạt được như kỳ vọng ban đầu. Và trong nhiều năm qua thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh được biết đến là một doanh nghiệp bất động sản sở hữu rất nhiều những lô đất có vị trí đắc địa tại Hà Nội. Và các dự án của tập đoàn thì luôn được quảng cáo là đẳng cấp nhất bởi vị trí thiết kế cho đến nội thất, cho nên là luôn có giá rất cao. Mặc dù vậy thì nhiều dự án sau khi
mà khởi công chậm tiến độ kéo dài thì đã gây ra nhiều bức xúc cho các nhà đầu tư. Trước việc 10.030 tỷ đồng trái phiếu bị hủy phát hành, hôm nay đại diện Tân Hoàng Minh cũng đã phát đi thông điệp đơn vị này đang lên phương án chi trả trong trường hợp là trái phiếu bị hủy. Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết đây là sự việc đáng tiếc ngoài mong muốn của tập đoàn. Đơn vị này đồng thời khẳng định đã tư vấn cho khách hàng đúng với thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá tài sản đảm bảo, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp. Về dự kiến tiến trình xử lý hoàn trả tiền đến khách hàng, Tân Hoàng Minh cho biết sẽ thực hiện theo các đối tượng cụ thể. Đối với các hợp đồng đến hạn, trong trường hợp khách hàng không có nhu cầu tiếp tục đầu tư, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Đối với các hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, đoàn này cho hay sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với các doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại cho khách hàng theo quy định. Hiện tại, doanh nghiệp thông tin đang làm việc với các đơn vị tư vấn luật để ra soát lại các hồ sơ phát hành trái phiếu của 9 đợt phát hành như công bố hủy bỏ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đủ thẩm quyền hủy các lô trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành thành công. Muốn hủy các giao dịch kinh tế thành công này phải là tòa án hoặc trọng tài. Đó là khẳng định mà luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi đưa ra khi trao đổi với phóng viên VTC1 về vấn đề này. Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu lên hơn 10.000 tỷ của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh là căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Chứng khoán cũng không đưa ra được căn cứ theo điều khoản nào trong luật chứng khoán năm 2019 cũng như nghị định 153. Trong khi đó, theo quy định tại các khoản 5, 5A, 5B và 6, điều 42 về vi phạm quy định về công bố thông tin, nghị định số 156 chỉ có hình phạt tiền. Còn nghị định 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế cũng không quy định gì về việc hủy bỏ phát hành trái phiếu. Đã phát hành xong rồi thì nó là giao dịch hoàn thành tất cả mọi việc. Nó xong xuôi, người mua đã xong thanh toán rồi thì pháp luật nói chung cũng như là luật chứng khoán chúng ta đã quy định rất chính xác theo một cái nguyên tắc là ổn định cái giao dịch, việc có hiệu lực hay không là do các bên thỏa thuận, còn các cơ quan nhà nước sẽ không được quyền can thiệp ngoại trừ là cơ quan tư pháp, vì đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến cái hậu quả pháp lý, cũng giống như là cái việc mua bán nhà đất hay mọi cái giao dịch khác ấy, thì trường hợp này cũng như vậy. Có thể hủy nhưng chỉ với thẩm quyền của tòa án trọng tài hoặc là cái cơ quan nào đấy mà được pháp luật quy định rất rõ. Thế còn luật chứng khoán cũng như là các nghị định ấy, là trong trường hợp này quy định ủy ban chứng khoán được hủy trong 3 trường hợp thì không rõ ủy ban căn cứ ở đâu, chứ tôi nghiên cứu thì tôi không thấy có trường hợp nào rơi vào cái dạng của 9 doanh nghiệp mà đang bị xử lý. Cũng theo quy định, Ủy ban Chứng khoán sẽ chỉ được hủy trái phiếu nếu phát hiện sai phạm trong quá trình triển khai, phát hành. Còn khi việc phát hành đã hoàn thành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xem xét, xử lý.